Chào các bác nhá, chào các bác trong hội nuôi ong lấy mật nhá. Shop Tân Ánh Sông Ngọc Ánh bán hàng online, các phụ kiện vật tư ngành ong. Đây là phục vụ cho ngành ong nội nha các bác nhá. Ong nội là con ong ta. Đủ các phụ kiện này các bác này. Bình phun khói này. Dao cắt bít này, dao cắt mật này. Chân tầng này nhá, chân tầng. Chân tầng lưu ý thêm với các bác là hàng rất là dày. Hàng dày. Đẹp nhá các bác, đảm bảo các bác nhận hàng này thì không phải chê một điểm gì. Rất là ưng cái bụng luôn nhá. Nhưng mà đi đôi với lại cái hàng đẹp, chất lượng thì cái giá thành nó sẽ hơi nhích cao hơn một chút nhá các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp. Chân tầng này, áo này, mũ này, bình phun khói này, dao cắt bít này, lồng nhốt chúa. Đây, có cái lồng nhốt chúa bằng nhựa cho các bác chơi rất là hay. Đấy, các bác về làm ấu trùng chúa vào trong này nhá, vào trong cái mũ này này. Xong nó nhận rồi, nó đắp lên rồi. Các bác chỉ việc lấy cái giò này các bác chụp nó vào. Đấy là con ong chúa nó nở ra nằm gọn ở trong này nhá, nằm gọn trong này. Nó vẫn có những cái ô nỗ để cho con ong thợ bón cho con ong chúa ăn nhá. Rồi kim di trùng. Đấy, còn các bác nào mà muốn dùng thủ công thì dùng cái lồng nhốt chúa dạng giò này nhá. Đấy. Trong clip hôm nay thì giới thiệu cụ thể chi tiết kỹ một chút về cái thùng nuôi ong để cho các bác nắm được nhá, thùng nuôi ong. Đầu tiên, cái loại này là hàng đẹp nhá, hàng đẹp thì đương nhiên là giá nó sẽ cao. Đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở cái chỗ là người ta làm rất là kỹ nữa. Đây là cái mặt ngoài các bác này, có bào nhẫn nhá, có bào nhẫn, có giáp nhẫn này. Và cái ván này là ván cũng lựa chọn rất là kỹ càng. Ván là cái loại chất liệu ván nhẹ, xốp. Điển hình như cái thùng này, nó là gọi là gỗ gạo. Gỗ cây gạo nhá các bác nhá, cây gạo ở miền Bắc hay gọi là cây gạo đấy. Hoặc là gỗ sung. Đấy, tùy từng thời điểm, nói chung là lựa gỗ rất là kỹ. Đấy. Và nguyên những cái thành thùng này đều là ván một tấm. Ván một tấm có nghĩa là phải một tấm ván to như này để ghép thành một miếng như này nhé, gọi là ván một tấm này. Đấy. Thì đây là cái mặt trên, vừa giới thiệu vừa đo số đo cho các bác nắm được luôn. Các bác nào muốn đóng thì các bác cũng biết về số đo của nó. Cái lắp đậy của nó nhé, chiều dài là 50. Đấy, chiều dài 50, chiều ngang của nó là 33, chiều ngang là 33. Đấy, ngang 33, dài 50. Đây, nắp đậy nhá. Đây, cái viền thành thì tổng từ đáy xuống, từ trên mặt xuống thì sẽ là 6 phân. Đây, 6 phân nhá. Đây là cái nắp. Đây, mặt trong thì sẽ để nguyên bản, nguyên bản các bác nhé, không bào, không ráp. Đây là cái lắp này các bác này. Các bác lưu ý này, gỗ một tấm duy nhất để tạo này như thế này. Đấy, thế còn nếu mà cái hàng thùng mà nó giá nó rẻ hơn, hàng bình dân hơn ấy, thì là người ta sẽ ghép 2 tấm hoặc 3 tấm. Như đây là shop nhập cái hàng loại đẹp, hàng gỗ một tấm nhá, gỗ một tấm. Đây là cái nắp nhá. Thế còn đây là cầu ong, cầu ong. Các bác lưu ý kỹ nhá. Các bác mua thùng ong thì sẽ không có theo cầu ong. Cầu ong thì các bác phải mua thêm, mua riêng. Đấy, mua riêng. Nó có 7 hoặc 8 nghìn một cái thôi, chưa tới 1 nghìn một cái. Đấy. Thế còn khi các bác mua cầu ong thì các bác sẽ được tặng một cái ván ngăn. Một cái ván ngăn này nhá. Ván ngăn này là sẽ đi theo thùng ong này. Đấy, đi theo thùng ong. Thế bây giờ là cái số đo của cái thùng ong này nhá. Thùng ong này. Cái này là cái viền, cái tai viền chạy chung quanh để cho cái nắp nó úp xuống, nó mắc lại nhá các bác nhá. Mà thứ hai nữa là không để mình cầm, mình bê, tai mình bê. Thế còn cái số đo thật của thùng ong này này là nó sẽ rộng là rộng là 30. Rộng 30 các bác nhá. Rộng 30. Dài là 45 phân. 45 phân rưỡi. Cái ván này ấy, là toàn bộ ván dày 2 phân. Ván dày 2 phân các bác nhá. Dày 2 phân. Bây giờ tôi đo trong lòng cho các bác dễ hình dung. Trong lòng. Trong lòng thùng nhá, trong lòng thùng thì sẽ là 26. Trong lòng thùng là một chiều 26 này. Một chiều 42 nhá, trong lòng thùng các bác nhá. Chiều 26, chiều 42 thợ đóng rất là kỹ, vuông đét luôn. Còn chiều cao, chiều sâu của thùng này tính từ đáy này. Tính từ đáy lên đến cái cạnh trên này là 26 các bác nhá. 26. Đấy. Đấy, thùng ong nó làm cao 26 nhá các bác nhá. Cao 26, rộng trong lòng 26. Và chiều dài nó là 42. Đấy, 42. Hai cái thanh này là hai thanh để đỡ gác cầu ong. Gác cầu ong. Thì đây.
cầu ong thì theo đúng quy chuẩn là 22 2237 này nhá, 2237 đấy. Đây mình thả cái cầu ong vào đây là nó sẽ giữ lại đấy. Thì các bác lưu ý kỹ là các bác mua thùng ong thì sẽ được tặng cho các bác một cái vách ván ngăn như này, còn một cái thước nữa, thước là cái que tre ấy để ngăn cách đây nữa, thì các bác về các bác sẽ tự làm nhé, tự làm. Đây là chi tiết về cái thùng ong. Thế đây là về số đo này, dài rộng cao, thế là dài rộng cao. Nói kỹ thêm với các bác, gọi là ván một tấm, có nghĩa là cạnh nào cũng một tấm hết nhé, bề ngang chiều dài cũng là một tấm ván duy nhất, một tấm ván duy nhất tạo thành. Còn riêng cái đáy này ấy, cái đáy này sẽ không ghép theo chiều dọc nhá, không ghép theo chiều dọc, đó là nguyên tắc nguyên lý, ghép theo chiều ngang, ghép theo chiều ngang này thì nó mới đảm bảo cho thùng được vững, nó không bị mo, không bị vênh, không bị vặn nhá, ghép theo chiều ngang. Mà ghép theo chiều ngang này thì cái đáy sẽ được ghép khoảng 3 tấm vào với nhau, 3 tấm hoặc 2 tấm nó tùy từng cái thùng, ghép bằng cái khớp ghép chữ N này, có keo này, rất là đẹp, khớp khít nhau, khít đều đều luôn. Đấy, chỉ có miếng đáy duy nhất là người ta ghép theo chiều ngang này thì phải ghép 2-3 tấm vào nhau. Thế còn ngoài ra cái cạnh dài này, cạnh dài hai bên dài nhá, hai bên sườn dài nhá, hai bên hông này nhá, là toàn bộ ván một miếng hết. Đây, ván một miếng hết các bác nhá, ván một miếng hết. Thế còn hàng rẻ, hàng thùng rẻ tiền hơn thì những cái này sẽ là hai miếng ghép lại nhá. Thế đây là cái cửa, đây cửa này các bác này. Đây, cửa lỗ ong chui ra rất là tinh tế các bác nhá. Đây trường hợp các bác muốn nhốt nó, các bác lật nó ra các bác quay lại. Đấy, là sẽ nhốt được nó lại nhá. Đây là phía bên cái cửa nhá, phía bên cửa này. Có mói moi nhàm này, moi nhàm khớp này. Còn phía bên này sẽ có cửa sổ để cho thoáng nhé, cửa sổ thoáng. Cũng có nhàm hai bên giữ trượt. Đây, thì kéo ra đây sẽ có cái đinh này chặn lại để giúp mắc không rớt mất cái miếng này các bác nhé. Đây khe rạch để ô thoáng. Đây các bác đây thì đóng lại nhé. Đấy, đây là chi tiết về cái thùng ong, thùng nuôi ong nội các bác nhé, thùng nuôi ong nội. Đấy, thì các bác theo dõi cho kỹ để thấy được rằng là sản phẩm shop cung cấp nó như thế nào. Còn các bác nào mà có gỗ, có nhu cầu mà tự muốn đóng thì các bác cũng nắm được cái số đo. Đây là cái số đo quy chuẩn nhé, số đo quy chuẩn để các bác làm một cái thùng nuôi ong nội. Đấy nhá, đủ các phụ kiện cho các bác lựa chọn. Các bác cứ xem kỹ nhá, anh quay đủ các mọi thứ cho anh em xem. Đủ các loại phụ kiện nhá. Rồi có cả máng ăn nữa các bác nhá. Máng ăn hai loại, một loại nhựa nguyên sinh, một loại nhựa tái sinh. Đây máng ăn, máng cho ong ăn. Đây. Rất là ok nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Mọi chi tiết các bác vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Xin cảm ơn. Shop Tân Lành Sông Ngọc Ánh nhá.